chào 1350 anh em nghe. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho tất cả các anh em kiếm 300 đào 350 ngàn Dogecoin miễn phí nha các anh em. 350 Doge chứ. Anh em đào có khoảng 2 ngày là mình có thể rút tiền luôn anh em. Đầu tiên anh em bấm vào nút sign up nè. Mình chưa có tài khoản, mình bấm vào nút sign up nha anh em. Kèo này là rất ngon nha anh em. Chút xíu mình cho bằng chứng thanh toán nha anh em. Đầu tiên anh em đăng ký một cái tài khoản. Email ảnh Nhân Quỳnh. Tạ máy này kỹ ta. Ảnh Nhân Quỳnh rồi. Ảnh Nhân Quỳnh không được cơm thêm đây nữa. Rồi nhập lại email cái nữa nha anh em. Password. Trời ơi anh em. Bắt đầu anh em bấm mail, xác nhận mail. Rồi cái chữ login là tên của mình nha anh em. Rồi mật khẩu và xác nhận mật khẩu. Rồi bấm vào tôi không phải là người máy. Anh em chờ chút nha. Rồi anh em bấm tôi đọc và tôi đọc và chấp nhận điều khoản. Rồi anh em bấm vào nút sign up nha anh em. Rồi anh em bấm vào nút login nha anh em. Vậy là mình đăng ký YouHealth Verifying and to login email. Vậy là mình có được cái tài khoản anh em. Nghĩ khơ khơ hoài. Rồi anh em bấm vào chữ login nha. Rồi bấm username cho Quỳnh Văn Ảnh. Quỳnh Văn Ảnh password. Vì mình che password mà lại nha các bạn. Anh em đang nhập xong thì nó có nhiều đồng tiền để anh em đào nè. Bitcoin nè, Litecoin nè, Dogecoin nè, USDT nè, đồng Dash nè, đồng ETH nè. Nhưng mấy cái này min rút cao lắm nha anh em, mình đã xem rồi. Anh em chỉ cần bấm vào chữ Doge nữa anh em. Đào đồng Doge là min rút nó thấp nha anh em. Anh em bấm vào chữ min là tự động nó đào nha anh em. Đó, chưa chờ nhảy lên 0000 606 ngàn mấy ấy. Rồi khi nào anh em đào đủ min mình sẽ hướng dẫn anh em rút tiền nha. Anh em bấm vào ba chữ ảnh đây nè. Anh em bấm vào nút rút tiền nè. Rút tiền nè. Rồi anh em lựa xuống cái đồng Doge của mình nè. Anh em nhập cái ví Doge wallet này nè anh em. Dogecoin bên ví chút wallet đó. Chút xíu nữa mình hướng dẫn anh em cập nhật đồng Doge. Rồi anh em chỉ việc lấy link và chia sẻ anh em. Mình hướng dẫn anh em lấy link chia sẻ luôn nha. Rồi anh em bấm vào ba chữ gạch, bấm tự băng gôn nha anh em. Anh em vào lấy cái đường link đi chia sẻ cho bạn bè anh em. Anh em copy cái đường link nha anh em. Chia sẻ cho người ta nha anh em. Copy đường link nè. Phần này mình xuống anh em đít qua ba chữ gạch. Anh em vô một đối tác. Này min rút có 700 dot thôi. Dogecoin. Rồi không có gì đây. Vậy con quét này việc chia sẻ đạo chia sẻ cho bạn bè và đạo đó coi thôi các bạn. Vì video của mình đến đây cũng là anh em thoát ra đi. Anh em tải về cái ví chút wallet anh em thêm vào cái đồng tiền đồng Doge anh em.
Để chờ chút nha. Má, đâu ai chỉ đủ ta. Anh em vào thêm vào đồng đất coi nè. Anh em bấm vào nút câu cộng nè. Tìm kiếm bấm chữ đót. Ví dụ như đót nè. Đờ, o, gờ, nghe nè. Máy mình lót chậm quá. Rồi anh em bấm vô cộng vô. Nếu muốn cặp đồng tiền nào thì bấm vô vô cộng rồi xong. Vì chào tạm biệt tất cả anh em. Nha. Đó cô.